Hôm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng chí Nguyễn Phú Tần, Bí thư Huyện ủy Châu Phú chủ trì buổi lễ. Cụ thể, trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thành Mỹ Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân xã bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Quang Diễn, chuyên viên văn phòng Huyện ủy giữ chức Phó Chánh văn phòng Huyện ủy. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Nghĩa, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Điều động đồng chí Phan Hoàng Em, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Khánh Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Tần, Bí thư Huyện ủy Châu Phú đã chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sở trường, bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết với tập thể đơn vị mới để tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tham ô tài sản và trộm cắp tài sản tại các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh An Giang trên địa bàn thành phố Long Xuyên, ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1995, Bùi Đăng Khoa, sinh năm 1995, cùng trú thành phố Long Xuyên, Đoàn Phước Toàn, sinh năm 1992, trú huyện Thoại Sơn, cùng về hành vi tham ô tài sản, và Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1982, trú thành phố Long Xuyên, về hai hành vi tham ô tài sản và trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên xác định Lộc, Khoa, Toàn và Khánh là nhân viên tại các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh An Giang trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023, sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng, bốn đối tượng đã không về giao nộp tiền lại cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong đó, Toàn chiếm đoạt số tiền trên 16 triệu đồng, Khánh chiếm đoạt trên 31,8 triệu đồng, Khoa chiếm đoạt trên 55,3 triệu đồng, Lộc chiếm đoạt trên 36,7 triệu đồng và hàng hóa 84 đơn hàng Lộc giao hàng thất bại trị giá trên 27,7 triệu đồng. Ngoài ra, Lộc còn trộm 3 đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi bưu cục và chở đi giao cho khách hàng lấy số tiền trên 10 triệu đồng. Sau đó, công ty phát hiện và làm đơn tố giác hành vi vi phạm của các đối tượng gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên hàng năm là dịp để tuổi trẻ thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã được các cơ sở đoàn trong tỉnh khởi động với nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Long Xuyên. Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của tháng thanh niên năm 2024. Thành đoàn Long Xuyên đã triển khai đến các cơ sở đoàn tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy vai trò tiên phong nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh sáng tạo của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng với cộng đồng. Năm 2024, thành đoàn lựa chọn chủ đề đó là thanh niên tình nguyện xung kích, thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đây là chủ đề mà các bạn đoàn viên thanh niên rất là quan tâm, các cơ sở đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện công trình thanh niên và phát động các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện các phần việc thanh niên. Thì qua các hoạt động của thanh niên thì thành đoàn mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên sẽ góp sức mình thể hiện vai trò xung kích tình nguyện để tham gia
phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đơn vị. Để hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, phường đoàn Mỹ Thới đã đăng ký với thành đoàn Long Xuyên thực hiện các công trình phần việc như xây dựng hai điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, xây dựng công trình nhà vệ sinh thân thiện, trao 20 suất quà cho hộ cận nghèo khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, thực hiện chương trình Tết trồng cây, qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ địa phương. Đoàn phường Mỹ Thới được thành đoàn Long Xuyên chọn là làm điểm ra quân tháng thanh niên cấp thành phố năm 2024. Thì đoàn phường dự kiến những cái hoạt động trong thời gian sắp tới như sẽ tổ chức tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường hiểu được ý nghĩa lịch sử của ngày của tháng thanh niên, cũng như sắp tới là tiến tới ngày kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Bên cạnh đó là tuyên truyền những cái luật thanh niên, khuyến khích cái tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy sức trẻ, ra sức trẻ vì cộng đồng, vì một xã hội, một địa phương phát triển. Nhận thấy được tính thiết thực và ý nghĩa của các công trình, nên khi triển khai thực hiện, các công trình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và người dân địa phương, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực về hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương. Em được tham gia trồng cây ở trên tuyến đường Tây An. Em cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa, góp một phần công sức của mình để tạo ra một hệ sinh thái, một bầu không khí trong lành, tươi sạch, và trồng những cây xanh này cũng góp phần giữ lại đất để tránh bị sạt lở. Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa. Em hy vọng là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ cùng chung tay tham gia với em các hoạt động ý nghĩa như này để bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Thì bản thân em cảm thấy những hoạt động trong trọng điểm tháng này thì nó khá là thiết thực, cũng như là nó sẽ giúp ích được cho sự phát triển của địa phương ở các phường xã, nó lan lỏi đến các con phố. Và ngoài ra thì bản thân em cũng tham gia rất nhiều hoạt động. Em rất là tự hào bởi vì bản thân em có thể ít nhất là góp được một phần nhỏ của em trong khả năng của em vào sự phát triển của đoàn thanh niên nói riêng và của địa phương nói chung. Do khí thế sôi nổi từ những ngày đầu ra quân, tin tưởng rằng tháng thanh niên năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ tạo ra sức lan tỏa sâu rộng cho các phong trào tình nguyện của tuổi trẻ toàn thành phố, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.